Xin chào tất cả các thầy cô giáo cùng các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu đoạn trích Hồn chương 3, da hàng thịt. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu chung. Một nhỏ, chúng ta đi vào tìm hiểu về tác giả Lưu Quang Vũ. Các em hãy mở lại sách giáo khoa xem những thông tin chính về tác giả. Lưu Quang Vũ sinh năm 1948, mất năm 1988. Ông quê gốc ở Đà Nẵng, nhưng ông sinh tại Phú Thọ trong một gia đình trí thức. Cuộc đời của ông có nhiều thăng trầm theo sự biến đổi của đất nước. Tuy vậy, ông là một tài năng đa dạng và kịch là một trong những đóng góp đặc sắc nhất của ông. Ông đã có những vở kịch gây chấn động dư luận, có ảnh hưởng cả trong và ngoài nước. Lưu Quang Vũ quả thực là một nhà soạn kịch tài năng nhất của nền văn học Việt Nam hiện đại. Những tác phẩm tiêu biểu của ông gồm có thơ với bài tiếng Việt rất quen thuộc với chúng ta. Thứ hai là tác phẩm Mây trắng của đời tôi. Về kịch, ông đã để lại nhiều tác phẩm đa dạng, ví dụ Lời thề thứ 9, Khoảng khắc và vô tận, Tôi và chúng ta. Trong đó có tác phẩm Tôi và chúng ta đã được học từ năm lớp 9. Tiếp theo, hai nhỏ chúng ta đi vào tìm hiểu chung về vở kịch Hồn chương 3, Da hàng thịt. Các em tiếp tục đọc sách giáo khoa và sau đó tìm những nét chính về vở kịch này. Trong khi đọc, các em chú ý gạch chân những ý chính. Khi tìm hiểu về vở kịch, chúng ta cần lưu ý những nét chính như sau. Thứ nhất, nhan đề. Hồn chương 3 da hàng thịt là một nhan đề có ý nghĩa gồm chứa đựng một nghịch lý trớ trêu, một nghịch lý mang ý vị nhân sinh. Hồn ở đây chính là linh hồn của con người, là tâm hồn. Thế nhưng nó lại được ẩn chứa trong một cái thể xác khác. Xa ở đây chính là thể xác. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời của vở kịch này. Vở kịch sáng tác năm 1981 và công diễn năm 1984. Đây là hoàn cảnh mà xã hội Việt Nam đang ở trong thời kỳ quan liêu bao cấp. Chính vì thế nên vở kịch cũng đã thể hiện được một phần những nghịch lý trong xã hội. Tiếp theo, ý số 3. Chúng ta tìm hiểu nguyên tác của vở kịch Hồn chương 3 Da hàng thịt. Nguyên tác ở đây là một cốt truyện dân gian. Tuy nhiên, Lưu Quang Vũ đã rất tài năng khi mượn được cốt truyện này xây dựng thành một vở kịch nói hiện đại với những tư tưởng mới mẻ. Vậy thì đề tài chủ đề của vở kịch này là gì? Thứ nhất, nó thể hiện suy ngẫm về nhân sinh, hạnh phúc. Thứ hai, tác giả đã ngầm phê phán một số thói xấu trong xã hội đương thời. Và thứ ba, tác phẩm thấp thoáng những vấn đề triết học vô cùng sâu sắc, đó là mối quan hệ giữa vật chất và ý thức. Từ đây, chúng ta thấy vở kịch có một vị trí lớn trong thi đàn văn học. Nó là một trong những vở kịch xuất sắc nhất của Lưu Quang Vũ, cũng như của nền sáng tác kịch của chúng ta từ trước cho đến nay. Tiếp theo, chúng ta sẽ tóm tắt một số những chi tiết chính của vở kịch này. Vở kịch gồm có rất nhiều cảnh, trong đó cảnh 1 miêu tả lại cảnh Nam Tào và Bắc Đầu đã tắc trách gạch sổ bừa tên người. Và người bị gạch bừa ấy chính là Chương 3. Rồi sau đó họ lại nói về Đế Thích xuống trần gian tìm người đánh cờ cho đỡ buồn. Cảnh số 2, Chương 3 là một người làm vườn, hiền lành, nhân hậu, đang đánh cờ với bạn. Tiên Đế Thích đến giải nước cờ hiểm rồi kết bạn với Chương 3, cho Chương 3 một bó hương, dặn nếu đốt hương gọi tên thì ông sẽ xuống trần. Nhưng ngay sau đó thì Chương 3 chết đột ngột do bị Nam Tào và Bắc Đầu gạch nhầm. Cảnh số 3. Biết tin Đế Thích, Nam Tào, Bắc Đầu đã bàn nhau sửa sai bằng cách cho hồn Chương 3 nhập vào xác hàng thịt.
Hàng thịt ở đây chính là một anh hàng xóm vừa mới chết. Đồng thời Đế Thích dặn vợ Trương Ba là đến dẫn chồng về. Mâu thuẫn bắt đầu nảy ra từ đây. Cảnh số 4. Hàng thịt đã chết, bỗng sống dậy nhưng lại không nhận ra vợ con. Trong khi vợ Trương Ba đến thì Trương Ba lập tức đòi theo về. Hai người vợ đã giành nhau. Không biết phần thắng bại như thế nào, họ bắt buộc phải nhờ Lý Trưởng xử lý. Và mâu thuẫn ở đây lại càng được dâng cao hơn. Nó không phải chỉ là việc Trương Ba thay đổi, mà Lý Trưởng cũng mượn điều này thường xuyên đến sách nhiễu, buộc Trương Ba phải ở nhà vợ hàng thịt đến khuya mới được về. Lại nói về Trương Ba, giờ đây khi mà đã nhập vào xác hàng thịt, Trương Ba không còn là mình nữa mà đã thay đổi tính nết. Ông ăn nhiều, lại uống rượu, hơn nữa lại cộc cằn thô lỗ với vợ con. Mọi người trong gia đình của Trương Ba đều rất buồn. Cảnh số 6. Ban ngày, Trương Ba ở nhà vợ hàng thịt mổ lợn, được ăn uống no say. Vợ hàng thịt ve vãn, Trương Ba cũng siêu lòng, rồi giật mình nhận thấy mình đã sai lầm và đau khổ vô cùng. Tiếp theo, cảnh 7. Cảnh 7 này chính là cảnh ở trong đoạn trích mà chúng ta sẽ tìm hiểu. Sau một thời gian sống, Trương Ba đã bị người thân trong gia đình xa lánh. Và mọi người trước đánh cờ với Trương Ba thì nay cũng không đến đánh cờ nữa, bởi vì họ cho rằng nước cờ của Trương Ba không còn trong sáng. Bà vợ thì thậm chí buồn đau đến mức muốn bỏ đi, trả Trương Ba lại cho vợ hàng thịt. Người cháu nội thì dứt khoát không nhận ra ông nội nữa. Trương Ba đau đớn tranh luận với cái xác hàng thịt. Sau đó thì Trương Ba đã gọi Đế Thích xuống, nói về nỗi khổ của mình, tranh luận về lẽ sống, về cái chết. Đế Thích đã đề nghị cho hồn Trương Ba nhập vào xác khu tị. Đấy là xác của thằng bé hàng xóm cũng vừa mới chết. Thế nhưng Trương Ba quyết không nhập vào xác ai cả, xin được chết và trả xác lại cho hàng thịt. Đế Thích khuyên can không được, đành chấp nhận và cho khu tị sống lại. Ông cũng quyết ở lại trần gian vì đã chán cảnh ở trên thiên đình rồi. Từ đấy màn kết của vở kịch vẽ ra cảnh hồn Trương Ba nhập vào cây cỏ trong vườn, vẫn nhìn thấy vợ con và cây cỏ tiếp tục mọc lên. Đây là một cái kết có hậu. Từ đây chúng ta sẽ tìm hiểu thêm những nét chung về đoạn trích. Đoạn trích như vậy là chúng ta thấy có vị trí ở đâu nhỉ? À đúng rồi, nó là ở phần cuối của vở kịch rồi, là cảnh số 7. Và đồng thời nó còn là đoạn kết thúc vở kịch nữa. Tuy là phần cuối nhưng đây là phần cao trào nhất và cũng là phần mở nút cho quá trình vận động của kịch. Vậy thì đoạn trích này có ý nghĩa gì? Nó bộc lộ sâu sắc những mâu thuẫn xung đột từ bên trong con người. Và cụ thể ở đây chính là ở trong con người của Trương Ba. Thứ hai, nó thể hiện nội dung tư tưởng của tác phẩm. Chúng ta có thể vẽ lại sơ lược cảnh trước đoạn trích theo một sơ đồ như sau. Ở trên màn hình thì chúng ta đang thấy hình ảnh của Trương Ba. Đấy, Trương Ba ban đầu là con người nhân hậu, trong sạch, ngay thẳng. Ông có thú vui, tao nhã là chơi cờ với cả các bạn bè của mình. Thế nhưng khi mà toàn bộ thể xác, tâm hồn của ông phải chú nhờ thể xác dung tục của hàng thịt, thì ông đã trở nên thô lỗ, phũ phàng, ham uống rượu, ham bán thịt, không mặn mà với chơi cờ. Bản thân Trương Ba đã ý thức được điều đó nhưng không thể có cách nào giải quyết được. Và nỗi khổ của ông cũng chính là nỗi khổ của tất cả mọi người trong gia đình của mình, của ông nữa. Vậy từ đây chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu kết cấu của phần đoạn trích này. Chúng ta thấy đoạn trích này có thể chia làm 4 phần. Nó căn cứ theo các màn đối thoại. Phần thứ nhất là màn đối thoại giữa hồn Trương Ba và xác hàng thịt. Màn số 2 là đối thoại giữa hồn Trương Ba và người thân. Màn số 3 là đối thoại giữa Trương Ba với Đế Thích. Và cuối cùng là màn kết. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu theo các màn đối thoại này. Như vậy là chúng ta thấy rõ ràng ở trong đây, tác giả đã thể hiện nghệ thuật tạo xung đột kịch liên hoàn tăng cấp, vô cùng hấp dẫn.
Đầu tiên thì hồn chương 3 tự nhận thấy mình không thể sống trong cái hồn này, xác nọ. Hồn và xác đã đối thoại. Để rồi sau đó thì hồn chương 3 càng đau khổ bế tắc hơn. Thế nhưng mâu thuẫn ở đây vẫn tiếp tục được tăng cấp với việc mọi người trong gia đình chương 3 xa lánh ông và chương 3 rơi vào tuyệt vọng hoàn toàn. Cuối cùng, hồn chương 3 đã gặp gỡ đế thích và đấu tranh để lựa chọn một cách sống. Từ đây, chúng ta sẽ bước sang phần 2 đọc hiểu văn bản. Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt từng màn đối thoại. Đầu tiên, màn đối thoại giữa hồn chương 3 và xác hàng thịt. Để tìm hiểu về màn đối thoại này, chúng ta sẽ đọc lại sách giáo khoa, sau đó thì tóm tắt, lập thành một bảng như sau nhé. Đây là bảng ví dụ. Ở trong đó chúng ta chia làm hai cột. Một bên là xác hàng thịt và một bên là hồn chương 3. Chúng ta sẽ liệt kê tất cả những lời nói của hai nhân vật này. Chúng ta thấy rõ ràng, thực ra thì đây chính là một cái phần đối thoại phân thân. Khi mà hồn chương 3, khi mà chương 3 đã rơi vào trong cái trạng thái bi kịch đỉnh cao, thì hồn và xác như tách làm đôi để thể hiện những mâu thuẫn trong con người ông. Cụ thể, nó thể hiện mâu thuẫn nổi bật là xác hàng thịt thì luôn muốn xoáy vào bi kịch của hồn, rằng linh hồn thì mờ nhạt, không tách được ra khỏi nó. Còn trong ý hồn chương 3 thì lại cố gắng phủ định tiếng nói của xác, cho rằng xác chỉ là một cái thứ âm u đuôi mù, không có cảm xúc và chắc chắn rồi sẽ tách ra khỏi xác được thôi. Tuy nhiên thì ở trong màn đối thoại này, chúng ta thấy xác hàng thịt đã chiếm ưu thế khi liên tiếp đưa ra cả lý lẽ và dẫn chứng vô cùng xác đáng. Ví dụ như là nó cho rằng hồn chương 3 đã bị ảnh hưởng bởi những hoàn cảnh như là cũng ham ăn tục uống, cũng cảm thấy chân tay run rẩy, hơi nóng rừng rực khi đứng cạnh gái đẹp. Rồi cuối cùng thì nó đưa ra một giao kèo thỏa hiệp là chúng ta cùng chung sống với nhau. Trong khi hồn chương 3 mới đầu thì phủ định tiếng nói của xác, thế nhưng sau đấy thì lời phủ định ấy yếu dần và cuối cùng thì bất lực với câu nói ta bảo mày im đi, thậm chí còn bịt tai lại và than bất lực. Đây là toàn bộ nội dung của màn đối thoại giữa hồn và xác hàng thịt. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng thảo luận qua màn đối thoại giữa hồn chương 3 và xác hàng thịt. Hãy xác định mục đích, cử chỉ, xưng hô cũng như giọng điệu vị thế của hai nhân vật này. Chúng ta sẽ cùng đọc lại và xác định những nội dung đó nhé. Mục đích, cử chỉ, xưng hô, giọng điệu vị thế của hai nhân vật này. Hai nhân vật hồn chương 3 và xác hàng thịt. Chắc chúng ta cũng đã liệt kê được tất cả các chi tiết, các phương diện rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thống kê lại. Và để thống kê, chúng ta sẽ lập thành một bảng như trên màn hình. Ở đây chúng ta sẽ chia thành 3 cột. Cột thứ nhất là các phương diện, cột thứ hai là hồn chương 3 và cột thứ ba là xác hàng thịt. Chúng ta thấy về phương diện cử chỉ nét mặt thì hồn chương 3 thể hiện những cử chỉ nét mặt mang tính chất gần như tuyệt vọng và cố gắng phản ứng lại. Nó thể hiện sự uất ức, tức giận, bất lực của hồn chương 3 trước lời nói của xác hàng thịt. Còn xác hàng thịt thể hiện một cái cách cách hành động với cái phần chiếm ưu thế hơn. Ví dụ như là lúc thì hắn lắc đầu buồn rầu, lúc thì hắn thì thầm an ủi hồn chương 3. Như vậy thì xác hàng thịt ở đây rõ ràng chỉ là một cái xác thôi, nhưng mà lại có vẻ chiếm ưu thế, thậm chí còn tỏ vẻ thương hại hồn chương 3 nữa. Xưng hô ở đây cũng có sự khác biệt. Hồn chương 3 thì xưng với xác hàng thịt là mày, và xưng là ta và gọi xác hàng thịt là mày. Nó thể hiện sự khinh bỉ và xem thường của hồn chương 3 với xác hàng thịt. Còn xác hàng thịt thì lại xưng là tôi, gọi hồn chương 3 là ông. Như vậy, xác hàng thịt đã đứng ngang hàng và thách thức. Theo quan niệm của người xưa thì hồn là một thứ chiếm ưu thế. Thế nhưng mà ở trong cái phần xưng hô này, rõ ràng là ta thấy xác hàng thịt đang đứng ngang hàng với cả hồn chương 3 rồi. Giọng điệu của hai nhân vật này cũng thể hiện được vị thế của hai nhân vật nữa. Ví dụ, hồn chương 3 thì lúc nào cũng có giọng điệu giận dữ, khinh bỉ, mắng mỏ. Đó là sự kháng cự yếu ớt, thậm chí là đối lý tuyệt vọng của hồn chương 3 trước những lời nói của xác hàng thịt. Còn xác hàng thịt thì ngạo nghễ thách thức, thậm chí có lúc thì còn nói những câu danh mãnh. Như vậy,
Thì ở đây, xác hằng thịt tuy chỉ là cái xác, nhưng mà lại có cách nói phản biện với những lý lẽ giảo hoạt, làm cho hồn chương ba cũng không thể nào mà cãi lý được. Và mục đích của những lời đối thoại này là gì đây? Hồn chương ba thì mục đích chủ yếu chỉ là phủ định sự lệ thuộc của linh hồn vào xác thịt, khẳng định linh hồn của ông luôn trong sáng. Thế nhưng mà xác hằng thịt thì đã phủ định sự trong sáng cao đẹp của linh hồn bằng những lý lẽ và thậm chí là dẫn chứng rất xác đáng, và khẳng định rằng thể xác có một sức mạnh ghê gớm, có khả năng điều khiển làm áp đi linh hồn cao khiết. Và vì thế, để chúng ta kết luận lại, chúng ta thấy vị thế của hai nhân vật này tiện như sau. Qua cuộc đối thoại, hồn chương ba đã bị dồn vào thế bị động và tạm thời thua cuộc. Thế còn xác hằng thịt thì đang nắm thế chủ động, tạm thời thắng thế. Và nếu mà cứ theo tình hình như thế này, thì rồi chúng ta sẽ không còn thấy một sinh vật là hồn chương ba xác hằng thịt nữa, mà chỉ còn lại là hồn và xác của hằng thịt thôi, bởi vì cái xác đã chiếm ưu thế mất rồi. Từ đây chúng ta sẽ đưa ra một số nhận xét chung. Chúng ta nhận xét lại về kết quả của cuộc đối thoại nào. À đúng rồi, kết quả cuối cùng là xác đã thắng thế. Vậy thì một sự thắng thế của xác này thể hiện điều gì? Ý nghĩa. Chúng ta sẽ thấy ở đây nó thể hiện ba ý nghĩa như sau. Ở đây, cuộc đối thoại giữa hồn và xác là biểu trưng cho cuộc đấu tranh giữa vật chất và ý thức. Hai thứ này đối nghịch song luôn luôn tồn tại với nhau, không thể tách rời. Tuy vậy thì triết học Mác Lênin đã khẳng định rồi, vật chất quyết định ý thức. Cuộc đối thoại đã phê phán lối sống quá thiên về tinh thần mà quên đi mất vật chất. Ý nghĩa số 2. Ngoài ra, hồn ở đây còn tượng trưng cho phần người, xác là phần con. Chúng ta đều hiểu điều này đúng không? Phần người chính là những phần mà chúng ta được đào tạo, được dạy dỗ. Còn phần con ở đây chính là bản năng. Phần người và phần con phải hài hòa, nhưng mà phần con có trước nên nó chiếm ưu thế hơn hẳn. Ý nghĩa số 3. Cao hơn đây còn là cuộc đấu tranh giữa cái dung tục và cái tầm thường. Như chúng ta đã nói về phần người và phần xác, thì phần người ở đây nó còn có ý nghĩa là biểu trưng cho những phần cao khiết. Còn phần con ở đây, theo như là trong vở kịch ấy, nó còn biểu trưng cho những sự dung tục tầm thường. Và trong cuộc sống, con người ta luôn muốn vươn tới cái cao khiết, xong phải tìm được môi trường thích hợp để nuôi dưỡng cái cao khiết đấy, không thể để nó sống trong một thân xác dung tục được. Tiếp theo, chúng ta sẽ nhận xét qua về nghệ thuật của phần đối thoại này. Chúng ta sẽ thấy là trong phần đối thoại này, tác giả đã kết hợp giữa đối thoại phân thân và độc thoại, tạo lên sự độc đáo cho vở kịch, đồng thời khắc họa sâu sắc tâm lý nhân vật. Ở đây, tác giả còn đưa ra hình ảnh ẩn dụ hồn xác có một ý nghĩa rất lớn. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu được phần đối thoại giữa hồn và xác. Đây là một phần đối thoại rất quan trọng. Ở trong tiết sau, chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu những bản đối thoại còn lại. Xin chào tất cả các em và các thầy cô.